Em xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và ngày hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ mang tới cho anh chị và các bạn một mẫu xe trong tầm giá khoảng 400 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi Mỗi một chiếc xe trong phân khúc hạng C Em muốn giới thiệu anh chị và các bạn ngay lúc này đó là một chiếc Toyota Cola Altis phiên bản máy 2.0V Sản xuất là 2010 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội Biển thì cực kỳ đẹp các chi tiết về sơn si và nội thất của chiếc xe thì vẫn rất là giữ gìn để mà anh chị và các bạn có thể trải nghiệm đầy đủ rõ ràng thông tin của chiếc xe thì anh chị bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo đầy đủ rõ ràng cái thông tin với chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va không ngập nước bao check test toàn quốc anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định để kiểm tra sai cam kết đơn vị hoàn lại tiền cũng như bồi hoàn các chi phí đi lại của anh chị và các bạn. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi xem chi tiết cụ thể về những cái phần chi tiết về phần đầu và phần đuôi của chiếc xe. Ở phần đuôi xe thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn các tính năng an toàn như cam lùi, cảm biến lùi. Nội thất bên trong thì có trang bị nội thất ghế da màu kem, ốp gỗ, những chi tiết tay nắm cửa. Đấy, chi tiết các bác có thể quan sát qua. Ở chiếc xe này hơi đáng tiếc một chút là trong phân khúc hạng C, đời trước thì nó sẽ không cho trang bị cửa gió điều hòa, không gian ngồi thì rộng rãi cho ba người ngồi, các chi tiết ghế da của chiếc xe thì nó vẫn còn rất đẹp. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần cánh lái của chiếc xe. Chiếc xe thì được chủ xe đã dán thêm cái vè che mưa và những cái tính năng như ca, cam lùi, à, cam hành trình. Đây là phần tắp ly cánh cửa, cánh lái này, các phím điều chỉnh lên xuống kính. Nội thất thì chủ xe trang bị lớp thảm trải sàn bằng cao su. Các chi tiết đây, các bác có thể thấy từ những cái phần bậc lên xuống rồi là cột A, cột B của chiếc xe, những phần ốc bản lề, ốc cánh cửa, mọi chi tiết vẫn còn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. Đơn vị cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và bạn có thể yên tâm chọn lựa xe tại cửa hàng, sai cam kết cứ đòi theo điều khoản phạt trên hợp đồng là anh chị và các bạn có thể yên tâm ạ. Chiếc xe thì nó có trang bị gẩy số trên vô lăng, màn hình giải trí đã được lên màn hình Android rồi. Cũng như có trang bị hộp số dích Chất lượng hai hàng ghế đây các bác có thể thấy ghế lái và ghế phụ. Nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để đánh giá tổng quan kỹ hơn, chi tiết hơn. Gương kính chỉnh điện, thích hợp báo rẽ có cảnh báo vựa uh, xin nhan trên gương. và đây là những cái phần cái chi tiết phần lắp cabo các bác có thể thấy từ những đường gân góc cạnh của chiếc uh, lắp cabo nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp anh chị và các bạn đợi em một chút em sẽ mở cái phần lắp cabo lên các bác có thể quan sát từ những con ốc lắp cabo này ốc dàn đầu này ốc khung xương rồi những đầu ống két nước của chiếc xe mọi chi tiết nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp và với chiếc Toyota Corolla Altis sản xuất là 2010 phiên bản máy 2.0V đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá chỉ khoảng 400 triệu là anh chị và các bạn anh có thể sở hữu chiếc xe này nhanh nhất và đầy đủ thông tin rõ ràng khi liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mua bán xe cũ.